nhân chiếc cây người trao cho tôi. Tôi hân hoan đi vào những vùng đất mới, dù là đất càng khô, dù có gai sang đầy, nhưng đây là mảnh đất người đã xa tôi. Tôi đã nhận chiếc cây người trao cho tôi. Tôi hân hoan đi vào mảnh vườn thế giới, đường tìm tôi soi ra đất thật sự kinh mừng. Mong mảnh vườn thế giới giờ sẽ xanh tươi. Thân mỏi mòn ra trời tôi không nản chi, đã cha tay thầy đường ngay không may mắn là lý do gì để tôi cứ tự gian khó. Tôi theo nghề bố tôi lao thợ cây, đây san nghiệp bao đời tổ tiên trao tay. Luôn hân hoan trên đường gieo hạt chân lý, vào cuộc sống trần gian là thợ Chúa kêu gọi. Đôi tay này vun sơi mầm lá xanh tươi, tôi đã nhận sư phụ truyền rao tin vui. Tôi hân hoan như người nắm được